nước chịu không nổi đâu. Dốc rảnh với đá nữa. Địa hình này chưa gặp bao giờ. Trình còn non quá. Dữ vậy sao? Lên cái nha. Lên lên cái. Đừng đừng bấm nút đài nha. Không bây giờ bật ngửa lên cái đã. Hết số rồi. Đối với những cái xe cầu cào mà nó bị ngã ngang suối á các bạn, nó chỉ rồi. Có một cách duy nhất để mà tiếp tục đi thôi. Đi. Đầu tiên là phải chẳng cái xe lên trời để nước trong bô chảy ra hết. Thứ hai là kiểm tra lọc gió để coi nước nó có vào trong cái hộp lọc gió hay không. Và thứ ba là phải làm khô lọc gió thì mới chạy đi tiếp được nha. Cái xe trước của mình nó là hai thì chuyên nghiệp cho nên là nó cũng dễ xử lý. Nhưng mà nói dễ vậy thôi chứ thời gian xử lý nó lâu lắm. Chút nữa sẽ cho các bạn xem cách mà tụi mình xử lý một chiếc xe mà rớt xuống suối. Nó chỉ cần ngã ngang xuống suối đó thôi là coi như là xe không thể di chuyển được. Nhưng mà vẫn có thể xử lý để nó tiếp tục di chuyển. Còn bây giờ thì mình sẽ vượt qua suối cho các bạn xem. Má qua luôn xem đi đường này được anh. Xe này sao đi đường đó được? Em đi chứ. Ừ, em chạy chứ. Dắt ơi. nổ máy dắt qua. À, suối thì nó có suối đít, suối đáp, có suối này, suối kia. Suối mà đá nhỏ thì qua thoải mái, nhưng mà suối thì đá lớn quá thì các bạn không qua được đâu. Tại vì thứ nhất bánh xe nó không bám. Thứ hai là suối thì nó có rêu, cái bánh xe các bạn mà lên trên đó là nó trượt ngang. Và khi nó trượt ngang thì nó đột ngột. Mà khi nó đột ngột thì các bạn sẽ không xử lý kịp. Mà không xử lý kịp thì ngã xuống suối. Ngã xuống suối một cái thôi là mỗi một xe mất phải hơn một tiếng để nó tiếp tục di chuyển. Cho nên thường anh em sẽ chọn cách dắt bộ qua cho nó an toàn. Chứ nó không liên quan gì tới trình độ đâu nha. Mấy anh nhóm này đi là mục đích là chinh phục, chứ không có phải là thể hiện cho ai xem hết á. Cho nên là nếu mà chạy qua thì cứ 10 người thì cũng phải được 8 người qua. Nhưng mà lỡ hai người bị giống như anh Dương bị ngã ngang gì đó thì nó sẽ tốn rất nhiều thời gian nha. Cho nên là các bạn xem thì các bạn đừng có suy nghĩ theo hướng là ui đi cầu cào mà phải dắt bộ cái kiểu. An toàn nha các bạn, an toàn là trên hết. Chứ không phải là kiểu yếu dắt đâu mà thật ra mình yếu thiệt. Nên là thôi thông cảm nha. Ôi. Mở đầu phải được không? Ok, ổn. Hấp dẫn ha. Hấp dẫn ghê. Giật anh Dương quá. Dắt mẹ đang đi thấy ngon quá cái chạy luôn. Còn ướt lắm. Anh nãy ngốc rồi, Ở giữa. Anh quơ nó vòng vòng để nó bắn nước ra luôn. Hết rồi. Thu quéo rồi. Ngọt ơi. Cho xe của anh Dương phía trước đó là xe chuyên nghiệp. Mà xe chuyên nghiệp này thì ảnh không có gắn cái giò đạp các bạn, cho nên là phải đề. Mà cái tình huống hồi nãy xử lý á, là nó đã gần như cạn bình rồi. Mà từ cái đoạn hồi nãy tới đoạn này nó chỉ có tí à.
nó không có đủ nhiệt cho nên là chạy xe nó không có nạp vô được, cho nên là cái đoạn này thì anh Dương bị bình yếu không đề được luôn, thì bắt đầu phải tấp vô một bên để mình qua, rồi anh bắt đầu lấy cái cục kích bình á, kích bình lên thì mới đề được mới đi được nha các bạn. Xe nhẹ mà. Xe dính trưởng rồi. Nguyên mấy lọt. Trái giữa đi bên trái. Từ từ anh để em đỡ. Chút nữa xuống dưới kia luôn. Anh tôi à. Đi sau lưng đã quay phim được nhiều lắm. Hả? Đi sau lưng đã quay phim được nhiều lắm. À vậy hả? Anh có giận không? Không. Đoạn này căng nha. Từ từ, không gì vội anh ơi, từ. Xe nó lỗi hay gì rồi? KTM ở trên nó bị nhõng nhẽo, cứ đi tí nó tắt máy, đi tí nó tắt máy. Cần một daddy ra dỗ. Đứng ngoài nắng chịu nổi luôn á, phải chui vô đây núp luôn. Đây nó chả có bóng râm nào hết đó. Nắng quá các bạn ơi. Hồi đầu tưởng lạnh, may là không có mặc cái bộ giáp bên trong, mình chơi áo chay luôn. Đây là cái áo thôi, áo thun thôi. May á. Chứ mặc giáp giờ chắc nãy giờ mình tuột nhiệt luôn rồi đó. Mất nhiệt á, mất nhiệt nó cũng rất là mệt các bạn. Mất nhiệt, mất nước, chịu không nổi đâu. Nó rất dễ tắt máy. Chân.
to quá, không đủ ga lên, tức thiệt. Không lên được. Do lớp mới á, chứ em xì lắm luôn rồi đó. Hồi đầu ở nhà em bơm có ký 8 à, mà lên đây em xì chắc còn ký 2 á. Đúng rồi. Từ 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 dướng cây. Ok. Rồi 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 rồi. Ok. Nghỉ chút đi lên nổi tay té đó. Rồi ok. Anh tôi hết bình hả anh? Không, nó bị dính cốc đề. Dính cốc đề chứ anh rút mẹ cái relay đi. Relay bây giờ nó nằm sâu trong cái dây biết kìa. Đâu? Em đứng đây em thấy cái cục relay mà. Đó, cục đen đen có cái dắt to to đó. Đừ.
không lên nổi, cao quá. Rồi, lên nè. Hơi dướng cái cục cây rồi. Dướng cục cây hả? Tắt máy, tắt máy cho nó nguội máy đó. Okay. Cái dốc cầu ghê chứ. Dốc rảnh với đá nữa. Địa hình này chưa gặp bao giờ. Trình còn non quá. Ôi. Lúc đó là già biết nhập là chạy dữ lắm. Ôi Dương ơi. Ôi. Bữa thông lẽ hôm nay không thông. Quá gãy đi ấm sao. Dở thì gãy thôi vậy. Nghe nói chuyện như đụng mấy con gái vậy. Tôi đứng cái gãy. Sao? Gì bóc đầu luôn, thấy ghê vậy. Cao mà đá sống nữa. Mà nó dài nữa. Khốn nạn thân tôi rồi. Dính cục đá cái nó sượt qua cái xe mình sượt theo luôn.